Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký một gói cước Vinaphone mà bạn có thể lên mạng thoải mái, lên mạng không giới hạn luôn các bạn ạ. À. Theo đó thì đối với gói cước này thì các bạn sẽ có là 36 ghi tốc độ cao để lên mạng, đồng thời 6 cái hệ tốc độ cao ấy thì bạn sẽ về tốc độ thương và không giới hạn dung lượng nha các bạn, tức là các bạn cứ lên mạng thoải mái Về tốc độ thương như vậy cả tháng luôn nha các bạn, không phạt thêm thêm tiền, không phạt thính thêm chi phí. Đấy là một gói cước rất mới rất rẻ của nhà mạng Vinaphone và được rất nhiều bạn lựa chọn các bạn ạ. À. Khi thực sự đến một gói cửa mà các bạn nào mà hãy lên mạng lên mạng thường xuyên ấy để chơi game nghe nhạc chiếu tuột ấy, thì tuột nhất các bạn hãy đăng ký một gói này vì nó sẽ không bao giờ hết dung lượng đâu các bạn thì tốc độ cao là về tốc độ thường các bạn hãy theo dõi mình mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký để nhận được ưu uh, đãi này nhé các bạn bây giờ mình sẽ lựa chọn ra người may mắn nhất để nhận được thẻ cao 10 ngàn từ bên mình nhé các bạn rồi mình sẽ lấy link ba việt mới đấy, gần đây nhất của mình rồi sẽ copy link đến YouTube mình sẽ dán vào đấy nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tìm người may mắn nhất để tăng được thẻ cao 10 ngàn nha các bạn. Để xem ai là người may mắn nào. Ồ oh, bạn Phúc Thiên. Ồ oh, nhưng Phúc Thiên lại không để lại số điện thoại rồi. Mình sẽ chọn một người khác nha bạn. Dù kinh nghiệm của bạn Phúc Thiên thì lần sau mong bạn hãy để lại số điện thoại để mình tăng thẻ cao nha bạn. Bạn trúng thưởng ngày hôm nay là bạn Hà Văn Cương. Số điện thoại là đuôi 214. Rồi mình sẽ truyền trực tiếp tài khoản 50 000 đồng vào số điện thoại của bạn nha bạn nếu bạn nhận được thì nhớ để lại comment để mọi người cùng biết cảm ơn bạn rất nhiều mọi người hãy như Hà Văn Cương hãy đăng ký kênh, like kênh và để lại comment nha bạn mình sẽ tặng thẻ cao 10 ngàn cho bạn về link của website, link của bài viết thì mình sẽ để ở phần mô tả video clip này các bạn sau khi xem xong ấy thì nhớ kéo xuống phần mô tả sẽ có là link website đấy các bạn đồng thời sẽ có link hướng dẫn chi tiết đây nếu các bạn nghe chưa hiểu thực hiện chưa được thì các bạn cứ click xuống phần mô tả hoặc là phần comment đầu tiên nhé các bạn. Click vào website hoặc là link bài viết hướng dẫn chi tiết để đọc lại like và thực hiện cho nó chính xác thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Ngoài ra sẽ có link nhận sim, link nhận thẻ cao là hoàn toàn miễn phí đấy các bạn. Đó, các bạn cứ click vào để nhận vô tư nhé các bạn. Ngoài ra nếu các bạn để like comment, like kênh, đăng ký kênh và để lại like... À, comment với cụ pháp like số thứ tư like số điện thoại di động của bạn thì bạn may mắn nhất sẽ nhận được thẻ cao 50 ngàn từ bên mình nạp thẳng vào tài khoản nha bạn vì vậy các bạn đừng quên đăng ký kênh và để lại like comment với cụ pháp chính xác nha bạn và cực mà mình chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay đó chính là gọi VC90 của nhà mạng Vinaphone. Theo đó thì chúng ta sẽ có 36 gb để lên mạng vô tư ở tốc độ cao. Sau cái hết 36 gb này ấy, thì chúng ta sẽ về tốc độ thường và không ngừng truy cập nha các bạn. Tức là các bạn cứ lên mạng thoải mái, không chỉ hạn dung lương luôn đấy thì với chi phí là khoảng 90 000 đồng thôi thì chúng ta sẽ có một lượng data tốc à, độ cao và sau đó về tốc độ thường các bạn yên tâm mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể thông tin gói cược là như thế này cược phí đăng ký là 90 000 đồng thời gian sử dụng là 30 ngày tính từ thời điểm đăng ký gói cược thành công đối tượng tham gia là áp dụng cho các thuê bao nhận được tin nhắn mời đăng ký hoặc là thuộc đối tượng của nhà mạng Vinaphone các bạn lưu ý ở điểm này nhé các bạn có thể tất cả chúng ta sẽ không đăng ký được gói này đâu thì một số thuê ba mà thuộc đối tượng ấy hoặc là nhận được tin nhắn thì các bạn cứ nhấn vào nút đăng ký đi có thể bạn sẽ là thuộc đối tượng thì bạn sẽ sử dụng miễn phí cả tháng đấy rồi ưu đãi như thế nào chúng ta sẽ có này 30 mươi data tốc độ cao trung bình là mỗi ngày một ghi để truy cập bằng từ do tới mọi trang web chúng ta sẽ có 5,8 phẩy data tốc độ cao để sử dụng trên trình duyệt cốc cốc tức là bạn vào xe play hoặc là aston ấy tải trình duyệt cốc cốc về để mà à, lên mạng ấy lượt web đấy thì từ trình duyệt này sẽ là miễn phí cho bạn là năm tầm tám Ngoài ra thì thẻ ra hệ tốc độ cao thì sẽ miễn phí 100% data truy cập mạng ở tốc độ thương nha các bạn. Đó, điểm quan trọng là chỗ này đấy các bạn, miễn phí 100% data truy cập tốc độ uh, tốc độ thương đấy các bạn. Đó, các bạn hãy đăng ký nha bạn. Rồi về cách đăng ký thì như thế nào? Sẽ có hai cách đăng ký nhé các bạn. Cách đầu tiên là các bạn cứ soạn tin nhắn VC90 cách DL cách số điện thoại đại lý gửi 1543. Thì nói chung các bạn cứ soạn ý chính xác như thế này, không thay đổi bất cứ thông tin gì. Rồi gửi đến đâu số 1543 là được. Thứ hai, đơn giản hơn rất nhiều. Nếu các bạn đang truy cập website này bằng uh, điện thoại di động ấy, bằng iPad ấy, thì các bạn cứ nhấn vào nút đăng ký qua mẹ đây các bạn là ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển qua mục tin nhắn cho các bạn và các bạn chỉ việc để nguyên như vậy gửi đi nó sẽ đăng ký thành công. Đây các bạn, mình sẽ nhận thử cho các bạn xem. Đó các bạn thấy không? Đã chuyển sang giao diện tin nhắn rồi và các bạn để nguyên như vậy là gửi đi là mình sẽ đăng ký thành công nha các bạn. Đúng không? À, vừa đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rồi Bây giờ các bạn sẽ chú ý một số các điểm mà các bạn có thể đăng ký không thành công Thì cũng có một số các bạn mà đăng ký gọi cược này VD90 không thành công ấy Thì có một số nguyên nhân như thế này mình sẽ giải thích luôn cho các bạn Thứ nhất là tài khoản chính của bạn không đủ tiền để đăng ký gọi cược Thì tất nhiên rồi bạn cần phải mua cái thẻ cạc uh, nạp vào cho đủ tiền đã Để đăng ký gọi cược này thì tối thiểu tài khoản của bạn phải là 90 hoặc là đến 90 ngàn đồng nhé các bạn bạn soạn tin nhắn sai cú pháp hoặc là chế đúng chuẩn mẫu thì bạn cần soạn cho chính xác cú pháp hoặc là nhấn vào nút đăng ký qua SMS ở phía trên đấy. Nó để nguyên như vậy không thay đổi bất cứ thông tin gì. Là bạn có thể đăng ký gọi cược thành công. Thứ ba, Thế bao bạn không thuộc đối tượng đăng ký gọi cược thì tất nhiên đối với một số gọi cược và cũng như gọi cược này thì không phải tất cả thế bao đều đăng ký được. Tất nhiên bạn phải là thuộc đối tượng thì nếu bạn cứ đăng ký đi nếu không thuộc đối tượng thì bạn cứ tìm gọi cử khác phù hợp hơn rất nhiều tại um, website sai này có rất nhiều gọi cược mà bạn bạn cứ yên tâm và lựa chọn ngoài ra phía dưới mình cũng hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra gọi cược hủy gọi cược và thông tin một số uh, cơ bản cho bạn đây đó ngoài ra tại website vinaphone vn.com cũng uh, mình cũng giới thiệu cho các bạn một loại sim mà các bạn có thể miễn phí gần năm để lên mạng các bạn lưu ý là miễn phí gần năm lên mạng nhé các bạn các bạn có thể chơi game này xem phim lượt web hàng ngày mà không cần phải nạp tiền như hết không phải sử dụng uh, bất cái mức kỹ khoản nào hết mà các bạn có thể lưu dùng như vậy tới cả một năm nữa các bạn yên tâm để nhận được sim thì các bạn cứ click vào đây đó. sản phẩm sáng về của bên mình có rất nhiều loại sim như vậy cho các bạn lựa chọn các bạn thấy loại nào phù hợp nhất thì cứ nhận sim cho các bạn ngoài ra thì tại website khoản vnpt vinaphone chẳng có có rất nhiều loại cửa khắp nhà mà vinaphone mà mình giới thiệu đấy cho các bạn đó vị trí vị rất thấp này các bạn có thể xem đây đó hai ngàn thậm chí là hai mươi ngàn 000 ngàn nhưng các bạn có thể lên mạng miễn phí cả tháng đấy các bạn nên chọn một gói để mà đăng ký đi chứ để như vậy là tốn kém lắm nó có những gói tới bốn ghi một ngày đấy một trăm hai mươi ghi một tháng đấy các bạn gọi miễn phí hoàn toàn đấy đó chi phí là ba mươi ngàn đấy bốn mươi ngàn đấy các bạn đấy các bạn việc gì không lựa chọn lấy một gói rẻ mà đăng ký các bạn chứ để như vậy còn lên mạng được đâu là vừa bị trừ tiền rất nhiều nữa rất tốn kém nữa các bạn tại trang chủ của site vinaphonevn.com bên mình cũng liệt kê rất nhiều các gói cược thông dụng nhất của nhà mạng vinaphone cho các bạn xem đó. có những gói cước từ chi phí thấp đến chi phí cao từ dung lượng thấp đến dung lượng cao cho các bạn thoải mái theo, theo nhu cầu của bạn thôi nếu bạn cần lên mạng nhiều hoặc là gọi nhiều thì cứ lựa chọn gọi phù hợp để đăng ký để đăng ký rất đơn giản nha các bạn bạn chỉ cần lựa chọn gói cước và nhấn vào nút đăng ký qua hệ đăng mẹ đây các bạn các bạn cứ nhấn vào nó chuyển qua một tính nhắn sau đó các bạn gửi đi là đăng ký thành công để tìm hiểu kỹ hơn về gói cược thì các bạn cứ nhấn vào chữ chi tiết để các bạn đi trực tiếp vào gói cược để các bạn có thể đọc và hiểu rõ hơn về gói cược rồi sau đó hàng thực hiện nhé các bạn vì các gói cược đều có thông tin cụ thể và đối về áp dụng cho một mỗi, mỗi đối tượng khách hàng khác là khác nhau mà đó các bạn cứ vào đọc thật kỹ rồi sau đó hãy lựa chọn gói mà đăng ký nhé các bạn tại mục menu đây các bạn sẽ có rất nhiều thông tin gọi cược cho các bạn ví như gọi ưu đại ngay gọi data khủng gọi gọi rẻ gọi giải trí ngoài ra mục quà tặng mục tin tức mục nhận sim sẽ có chương trình như tặng thẻ cao tặng data tặng sim tặng điện thoại cho các bạn vì vậy các bạn cứ click vào đi đảm bảo sẽ có một chương trình quà tặng hấp dẫn cho các bạn Nếu chung các bạn cứ vào website vào các mục menu thì các bạn sẽ được tặng quà và data là hoàn toàn miễn phí đấy các bạn nó rất nhiều nha các bạn cứ vào website link mình để ở phần mô tả đấy đây, link của website, link bài viết hướng dẫn mình sẽ để phân mô tả hoặc là phân comment đầu tiên đấy các bạn. Các bạn chỉ việc kéo xuống click vào để tìm hiểu đọc thật kỹ rồi sau đó hàng thực kia nhé các bạn. Ngoài ra còn có link nhận sim, link nhận thẻ cao là hoàn toàn miễn phí đây. Nếu các bạn à, uh, like kênh, đăng ký kênh, chia sẻ kênh và để lại like, comment về cụ pháp like số thứ tư like số điện thoại di động của bạn thì bạn may mắn nhất sẽ nhận được thẻ cao 10 000 từ bên mình nữa nha các bạn. Vì vậy các bạn yên tâm uh, hãy comment, hãy để lại like số điện thoại của bạn thì bên mình sẽ từ tặng cho bạn thẻ cao 10 000 Cảm ơn bạn rất nhiều.